Máy Makita nha anh em. Vẫn vít Makita DTD152. Hàng này là hàng nội địa của châu Âu. Vòng tua của nó là 2.900 vòng trên 1 phút. Sử dụng 4 than ngoài. Anh em thay than thì anh em gỡ hai con ốc này ra để anh em thay than. Thì anh em có thể mua kèm pin đóng hoặc pin zin tùy nhu cầu của từng anh em nhé. Có thể mua pin đóng hoặc pin zin tùy. Pin zin thì hiện tại pin zin 3A là 900.000, pin sạc zin là 800.000 là 1.700.000, thân máy này là 1.400.000. Đó. Thì anh em có thể mua một bộ là 1.700.000 cộng 1.400.000 là 3.100.000 ra một bộ, thì em sẽ giảm cho anh em là còn 3.000.000 khi anh em mua máy pin sạc 3A. Còn nếu anh em mua kèm pin đóng sạc adapter thì pin đóng sạc adapter là 750.000, còn thân máy là 1.400.000. Thì tùy vào nhu cầu của từng anh em mua hàng nhé. Con này là hàng chưa dùng nhưng mà nó có trầy xước do vận chuyển. Em sẽ test máy cho anh em thử bắn con vít gỗ dài này. Đó, vít lớn. Rồi ok, test cho anh em xem. Đây là một con vít lớn nha anh em. Thì bắn vào gỗ thì nó bắn khá là khỏe, tại vì nó búa của nó thì đập 3.500 lần trên 1 phút lận. Đó. Thân máy 1.400.000 thì khá là rẻ trong tầm giá nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ em. Con này là con 4 thân ngoài, anh em mỗi lần thay anh em thay 2 cặp. Chuẩn của con này anh em lưu ý là chuẩn vít một đầu nhé, không phải vít hai đầu như ASEAN mình, tại vì đây là hàng châu Âu giống như chuẩn Mỹ luôn. Anh em tham khảo có thể quan tâm liên hệ em. Rồi, em sẽ set bộ cho anh em qua video nhé. Rồi, set bộ đầu tiên là đi kèm với pin đóng sạc adapter nhé. Pin đóng 5A Cell Samsung sạc adapter, thì pin đóng sạc adapter là 750.000, còn thân máy này là 1.400.000. Thì vít của nó là vít chuẩn ngắn, em sẽ lấy vít ra cho anh em xem. Rồi, đây là chuẩn của con vít này là vít chuẩn ngắn. Thì anh em khi mua sử dụng cho con vít này thì anh em mua vít chuẩn của Mỹ. Thì bên em có bán cả mũi vít loại xịn của chuẩn Mỹ. Anh em có thể tham khảo. Có 5.7cm, 8.9cm và 15.7cm là dòng 3 dòng mũi vít hiện tại bên em đang có của Aiwin. Dòng vít chuẩn xịn của theo chuẩn của châu Âu. Đó, còn đây là một con vít thường. Rồi, thì bộ này nếu mà anh em lấy theo bộ như thế này, một máy kèm một pin đóng 5A sạc adapter như thế này thì giá của nó là 2.150.000. 1.400.000 thân máy kèm theo 750.000 pin đóng 5A Cell Samsung kèm sạc adapter. Đó, là 2.150.000. Mà anh em có thể lấy pin zin sạc zin xài cho nó bền, tại pin đóng adapter ấy, thì có một số trường hợp thì cũng có rủi ro. Gọi là chết một cặp cell hoặc là lệch cell. Nói chung là pin đóng thì tại Việt Nam mình đây thì độ chuẩn xác của nó chỉ nằm khoảng được cỡ 80% thôi. 20% là do từng lô pin nhập về. Rủi ro rất là nhiều so với pin zin. Cho nên là những anh em nào mà xác định xài máy móc của chính hãng thì anh em khuyên anh em nên xài pin zin nhé. Bên em thì vẫn có pin đóng cho anh em, nhưng mà rủi ro, độ rủi ro có, tại vì em đã bán lâu giờ, em bán rất là nhiều rồi, cho nên là cái nào hợp lý cho anh em thì em tư vấn. Còn anh em nào vẫn xài pin đóng này kia thì em bên em vẫn có pin đóng cho anh em. Đó, thì em khuyên anh em là nên xài pin zin sạc zin, tại vì độ bền nó cao, kèm theo là độ ổn định cao. Trong quá trình làm việc thì tránh tình trạng là hư phải đi sửa này kia, bảo hành thì rất là phiền phức cho anh em trong quá trình sử dụng. Cho nên là khuyên anh em nên xài pin zin sạc zin. Rồi, tiếp theo em sẽ set bộ pin zin sạc zin cho anh em nhé. Thì bộ pin zin sạc zin á thì anh em xài sẽ đảm bảo hơn. Rồi, cảm ơn anh em. Tiếp theo bộ pin zin sạc zin. Rồi, đây là một bộ pin zin sạc zin của nó nha anh em. Thân máy này đi kèm với pin 3A zin này. Pin 3A zin này thì hiện tại 900.000 một cục. Anh em nào có nhu cầu thì có thể mua.
bảo hành chính hãng là 600 lần sạc thì anh em có thể tham khảo. Khi anh em sử dụng thì 600 lần sạc tương đương với hơn 2 năm anh em sử dụng. Cho nên anh em nên mua pin zin như thế này anh em dùng nhé. Còn pin đóng thì em có. Nhu cầu của những anh em pin đóng thường thường là khả năng chưa tới pin zin anh em sắm trước, rồi sau anh em sắm pin zin. Chứ còn mà nếu mà anh em đã xác định xài lâu dài thì anh em nên mua pin zin. Hiệu quả công việc cao cũng như là lợi hơn là anh em mua pin đóng, tại vì nó được bảo hành chính hãng 600 lần sạc. Rồi, thân máy 1.4 triệu, pin 900 sạc này là 800.000, là 1.7 triệu. 1.7 triệu với 1.4 triệu là 3.1 triệu. 3.1 triệu thì cái sạc, cái giỏ sách này nếu anh em có nhu cầu anh em có thể mua thêm 300.000 để anh em đựng, là 3.4 triệu giảm cho anh em 100.000 rồi, là còn 3.3 triệu một bộ như thế này. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ. Đó. Mũi vít thì em sẽ tặng cho anh em 1-2 mũi để anh em dùng. Rồi, thì em sẽ mở giỏ ra cho anh em xem bên trong giỏ nhé. Rồi, giỏ thì bên trong nó có thể đựng được một khoan, một vít, một cây mài. Nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể đựng được một khoan, một vít, một mài. Nó có dây đeo đi kèm để anh em đeo. Đó. Sạc này là sạc điện 220SD, nó giá 800.000. Đó. Còn pin này là pin 3A, 900.000, anh em có thể tham khảo nếu anh em có nhu cầu. Còn giỏ sách này là 300.000. Thị trường thì đang bán tầm 350 đến 500 tùy vào thời điểm. Hiện tại là em ôm số lượng nhiều cho nên là có giá 300 cho anh em đối với sạc này. Đó. Dây đeo đầy đủ. Anh em có thể để thêm một cái khoan ngầm đây và một cái mài nữa nếu anh em có nhu cầu. Thì trong giỏ thường thường sẽ đặt nằm nha anh em. Đó. Khoan vít mài anh em có thể đặt nằm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Đó, rất là đơn giản khi anh em sử dụng.